Giờ đây các anh chị đã thấu hiểu hơn câu nói không ai có thể thành công một mình rồi. Bởi vì chúng ta luôn thuộc về một nhóm tính cách trội hơn nhóm tính cách khác. Vì thế chúng ta cần bổ sung bên cạnh mình ba nhóm tính cách còn lại cho phù hợp một đội nhóm. Đối với người nhóm D, thẳng vào, nói thẳng vào mục tiêu cuối cùng luôn, đừng vòng vèo. Đối với người nhóm S, khi bạn muốn tiếp cận với họ, ngược lại, hãy nói về gia đình, về những người xung quanh. Nhóm S là một nhóm của những nhà lãnh đạo. Họ không quá ồn ào như nhóm Y. Họ không quá sốc nổi như nhóm D. Họ không quá ù lì như nhóm C. Nhóm S là một nhóm quan tâm tới con người. Và vì thế họ có nhiều mối quan hệ hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này. Ai gặp nhóm S cũng muốn làm việc cùng. Vậy thì khi làm việc chúng ta sẽ làm thế nào? Khi xây dựng một đội nhóm để mở đường cản phá phía trước, ta cần một người nhóm D. Start up doanh nghiệp, khởi nghiệp những ý tưởng mới, mạnh mẽ trong việc tấn công, đó là nhóm D. Nhóm D có xu hướng lãnh đạo, chinh phạt. Đến những vùng đất mới, họ sẽ nhanh chóng mở rộng căn cứ của mình ra. Khởi nghiệp, họ nhanh chóng khuếch trương doanh nghiệp của mình. Họ không chịu đựng được sự thất bại. Họ mở rộng công việc kinh doanh. Họ liên tục chạy những quảng cáo mới. Họ liên tục thử nghiệm những phương án kinh doanh mới. Họ thử nghiệm những cách kinh doanh liên tục. Họ thử nghiệm những sản phẩm mới. Nhóm D tượng trưng cho sự tiên phong. Nhóm Y, đặc trưng của họ là truyền cảm hứng, nhưng mà bay bổng, nhưng không có mục tiêu. Vì thế cần có D dẫn đường và Y yểm trợ. D đặc trưng của các vị tướng, Y đặc trưng của các chính trị viên. Như vậy ta có tướng võ là D, tướng văn là Y. Tuy nhiên nếu mà để người lãnh đạo là D, một lúc sau quay lại không còn quân đội nữa. Để tôi nói cho các anh chị biết điều này, 26% dân số là người nhóm D, nhưng tới có 60% chủ doanh nghiệp là người nhóm D. Vì vậy mà các doanh nghiệp của chúng ta luôn rất nhỏ là vì như vậy. Cãi vã luôn luôn bắt đầu từ bọn D hết. Bọn C thì nó tập trung nói xấu sau lưng. Bọn đấy còn tử tế. Bọn D tập trung nói xấu trước mặt, gọi là chửi nhau. Thế cho nên D thì dẫn cho mọi người đến được mục tiêu, còn Y thì truyền cảm hứng cho mọi người có năng lượng đến được mục tiêu. Y thì nó không biết đi đâu, nhưng mà nó sẽ đi theo thằng D. Đặc trưng của nhóm S là sự yêu thương, kết nối. Ở đâu có nhóm S, ở đấy có hòa bình. Ở đâu có nhóm S, ở đấy có hạnh phúc. Ở đâu có nhóm S, ở đấy có đội nhóm. Vậy cho nên người S là mô típ của người lãnh đạo. Nếu S mà thêm truyền cảm hứng của Y thì anh ta là một đa triệu phú. Nhưng S thì anh ta sẽ vô kỷ luật. Họ chấp nhận cho sự vô kỷ luật của đồng đội. Họ chấp nhận cho những sự sai phạm ở diện rộng. Tôi lấy ví dụ. Xung quanh mình có những thằng quay phim, chụp ảnh, không ghi bài, đến muộn, vân vân. Anh ta vẫn chấp nhận và nói, ôi không sao đâu, lần sau cố gắng nhé. Đấy là nhóm S. Nhóm S, nếu không có những nhóm khác hỗ trợ, thì đội nhóm nhanh chóng sẽ tan rã bởi chỉ còn lại những người yếu ớt ở trong đội. Những người mạnh họ sẽ không chấp nhận sự vi kỷ luật, vi phạm kỷ luật và họ sẽ rời khỏi đội nhóm. Nhóm D quá mạnh trong kỷ luật. Nhóm S thì ngược lại, không có tí kỷ luật nào cả. Nhóm C chỉ khi nhìn thấy kết quả mới làm. Họ làm mất động lực chiến đấu của đồng đội. Nhược điểm của người này là hay cảm giảm, đổ lỗi, phàn nàn. Cho nên nếu mà cái người nhóm S họ phàn nàn đổ lỗi là chuyện bình thường. Nhóm C xin lỗi.
Vậy thì bốn người này các anh chị nhớ rõ được đặc điểm lợi ích của họ, sử dụng những lợi ích của họ để kết nối lại với nhau và chấp nhận những cái nhược điểm của họ. Ví dụ như gặp một thằng nhóm D, nó chửi thì mình sẽ nói là ồ anh hát hay thế, hay là nó tiếp tục rồi thôi nó không hát nữa. Nhóm Y nó bay bổng cả ngày thì mình nói anh có thể dừng lại nói một chút được không, nếu anh dừng lại 5 phút thì tôi sẽ cho anh 500.000. Nhưng mà yên tâm các anh chị sẽ không bao giờ mất 500.000. 7 phút thứ 4 phút 45 nó quay sang hỏi hết giờ chưa. Cho nên anh chị cứ yên tâm không bao giờ mất 500.000 cả. Như vậy bốn nhóm người này đều cần phải ở bên cạnh nhau. Và nếu chúng ta là một nhà lãnh đạo thực sự, chúng ta hiểu rõ bốn nhóm tính cách, chúng ta có thể dễ dàng vận hành được tổ chức của mình. Các anh chị ghi chữ DISC theo thứ tự trong một cái hình chữ thập, sau đó khoanh tròn lại, ghi xuống giữa system hay còn gọi là hệ thống. Mặc dù đã có trên bảng rồi cứ ghi lại. Kẻ hình chữ thập ghi DISC trong vòng tròn và ghi chữ system. Giờ đây các anh chị đã thấu hiểu hơn câu nói không ai có thể thành công một mình rồi. Bởi vì chúng ta luôn thuộc về một nhóm tính cách trội hơn nhóm tính cách khác. Chúng ta luôn thuộc về một nhóm trội hơn nhóm tính cách khác. Vì thế chúng ta cần bổ sung bên cạnh mình ba nhóm tính cách còn lại cho phù hợp một đội nhóm. Luôn có xu hướng dịch chuyển về nhóm trung tâm. Luôn có xu hướng dịch chuyển về nhóm trung tâm. DISC dùng trong xây dựng đội nhóm là tìm những người khác mình để đưa vào trong đội nhóm. Tìm một bà vợ khác mình. Hai thằng cùng D lúc nào cũng hùng hổ xông lên, sau một lúc quay trở lại mỗi thằng đi một đường. Đấy là quốc vương thì không thể có hai hổ được. Một khu rừng thì không thể có hai con hổ được. Thế nên là hai người mà nhóm tính cách D thì một người phải có xu hướng dịch chuyển về S. Chúng ta cũng biết được nhược điểm của họ. Không, chúng ta cũng biết được cái mong muốn và sở thích của họ. Mong muốn của nhóm D nhanh đi thẳng vào vấn đề. Nhanh đi thẳng vào vấn đề. Mong muốn của nhóm S, nhóm Y. Mong muốn của nhóm Y được mọi người lắng nghe mình, tôn trọng ý kiến của mình. Mong muốn của nhóm S, mọi người xung quanh mình được an toàn, được tuyệt vời. Mong muốn của nhóm C là sự ổn định, chậm rãi, mục tiêu, bàn với các con số, thích phán xét người khác. Vậy chúng ta biết đặc trưng của những người này. Khi bạn muốn chinh phục họ, bạn hãy dùng đúng cái điều họ muốn. Đối với người nhóm D, thẳng vào, nói thẳng vào mục tiêu cuối cùng luôn, đừng vòng vèo con tằm nhà tơ. Đối với người nhóm S, khi bạn muốn tiếp cận với họ, ngược lại, hãy nói về gia đình, về những người xung quanh, có sự va chạm nhẹ. Một cái chạm vào vai, bạn cũng có thể chiến thắng như một cuộc đàm phán. Nhưng đừng đụng vào nê. Đặc biệt là nhóm S, không ôm, không bắt tay mẹ gì cả. Nhóm F mà ôm là thì mẹ nó nhìn thấy như một cái sự xúc phạm lớn nhất trên cuộc đời này, trừ vợ nó ra là không bao giờ nó thích ôm thằng khác. Cho nên là anh chị nào mà lấy được anh chồng nhóm C thì cũng bứt ra đường, cũng không cần phải canh, không bao giờ ngoại tình. Ngược trở lại nhóm Y, có nhốt mấy thì nhốt, kiểu gì nó có bạn gái. Khi các anh chị biết điều này rồi thì các anh chị dễ dàng giao tiếp với họ, thuyết phục họ cũng như bán hàng cho họ. Trong đội nhóm dễ dàng xây dựng một đội nhóm mạnh hơn bằng việc bổ sung các nhóm tính cách. Trong như vậy không có nhóm tính cách nào xấu hay nhóm tính cách nào tốt. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các anh chị biết. Đây là bảng cân đối tài khoản này. Hai bên này nó phải bằng nhau. Tổng bên này nó mà làm con số nào đó. Tổng bên này nó phải bằng nhau. Bên này được gọi là tài sản. Bên này được gọi là nguồn vốn. Tài sản được hình thành bởi hai món là tài sản và nợ phải thu.
nợ phải thu cũng làm tài sản. Bên này gồm có vốn chủ, vốn chủ cộng lợi nhuận chưa chia, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế chưa chia. Bên này là vốn vay hoặc là nợ người khác. Đây là một bảng cân đối tài chính. Và nếu bạn muốn, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, nếu chúng ta học, chúng ta sẽ hiểu rằng ở giữa cái này với cái này thì được gọi là đòn bẩy. Giữa vay trên tổng vốn là đòn bẩy, giữa nợ và trên tổng tài sản là càng cao thì càng không tốt. Chúng ta cũng thấy trong tổng tài sản này, tài khoản nhóm 1, có một thằng phía trên cùng này là tiền mặt, thuộc về cái nhóm tài sản tính lỏng này. Thì tôi hỏi chị là tổng tiền chị còn trong tài khoản là bao nhiêu? Thì tổng của tất cả của chị này sau 10 năm kinh doanh, tổng tài sản của chị toàn bộ bên này là 150 tỷ. Khúc này là 150 tỷ này. Không biết là nợ bao nhiêu, nhưng mà cứ nợ cao thì đây là một công ty không tốt. Ngược lại, nếu chúng ta là một công ty sản xuất và đầu tư, vay càng cao càng tốt. Chúng ta nhìn thấy một công ty mà chúng ta phân tích lúc đấy, công ty hàng đầu Việt Nam, thằng này chiếm 75%. Ở đây vốn chủ của nó chỉ còn có 25% thôi. Tức là nó là công ty to nhất rồi, nhưng nó vay được thêm 3 lần nữa. Và bây giờ chúng ta nhìn xem chúng ta đang vay được bao nhiêu tiền. Những gì chúng ta được sử dụng ở đây, thứ nhất là bao giờ cũng vậy, chúng ta không bao giờ bán chịu, nhớ không? Nhớ không? Tiền mặt là vua, tiền mặt là vua, cash is king, thằng nào nhiều tiền hơn thằng đấy thắng. Cho nên luôn duy trì dòng tiền dương và phải có tiền. Chúng ta nhìn trong báo cáo kia là người ta đầu tư tới 30.000 tỷ nhưng dòng tiền người ta vẫn dương. Chúng ta luôn phải tích lũy được khoản tiền mặt, khoản này dần dần phải tăng thêm, có tiền trong tay có tất cả. Thế nên chúng ta phải duy trì nguồn tiền dương. Tôi lấy ví dụ, tí nữa tôi sẽ lấy ví dụ về những khoản mục đầu tư để chúng ta có thể trở nên dễ dàng giàu hơn. Như vậy ở đây bán trước không bao giờ, chiến lược 1 là pre-sale, luôn bán trước. Bán trước có 2 điều. Bán trước sẽ làm tăng khoản vay của chúng ta lên. Bán trước sẽ làm tăng khoản vay và giảm khoản nợ. Thực ra nợ bằng không và vay tăng. Hàng chưa về kho đã bán rồi, không phải đặt cọc nhé. Nhớ, không phải đặt cọc đâu. Đặt cọc là biện pháp bảo đảm để thực hiện hợp đồng. Chúng ta chỉ thu được có 10%, 20% thôi. Bán trước là trả hết. Nhưng để tăng được khoản vay lên nữa, còn một chiến dịch nữa là mua đàm phán để trả chịu. Thậm chí bố mày đồng ý trả nhiều tiền hơn cũng được, nhưng cho tao chậm thanh toán. Như vậy điều khoản tín dụng cần phải được áp dụng trong những hợp đồng mua, và trả trước được áp dụng trong những hợp đồng bán. Vì vậy cho nên nghệ thuật đàm phán là cái kỹ năng bắt buộc phải có của những người thực hiện hợp đồng. Tăng các khoản nợ, giảm các khoản phải thu. Đấy là chiến dịch vô cùng quan trọng về đòn bẩy tài chính về tiền. Tôi lấy ví dụ cùng một phương án này. Lấy ví dụ như là tôi dạy cho anh em ở Nha Trang đầu tư, và tôi là ông thầy, thì các ông ấy nhường phần đầu tư cho tôi chứ không phải là toàn bộ cái mảnh đất là của tôi. Tôi sẽ làm thế nào? Thứ nhất là đặt cọc để mua công chứng cái mảnh đất đó thôi. Đặt cọc để mua công chứng cái mảnh đất đó, 15%, 20% gì đó cho chủ đất nó tin. Vẽ phân lô luôn. Sau đó bán sớm cho đơn vị kia luôn. Bán sớm cho các đơn vị luôn. Cái tiền đặt cọc của các đơn vị đã vượt quá cái khoản tiền đặt cọc cho ông chủ đất rồi. Lấy cái khoản dư đấy đặt cọc mảnh tiếp theo ngay lập tức. Phải cuốn chiếu ngay lập tức, giống như cách Vin làm. Tiền của dự án này thì đang thực hiện dự án khác. Mình không nhiều tiền như Vin cho nên mình sẽ đầu tư cuốn chiếu liên tục như vậy. Đất
nghe động ở Phú Quốc là phải rút đất ở Phú Quốc đầu tư về Quảng Ninh ngay. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những tập đoàn họ đều trong một ngành, họ có luôn rất nhiều dự án kinh doanh khác nhau. Một cái sai lầm của doanh nhân chúng ta là chỉ có một dự án, cho nên chúng ta không có quyền chọn. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây không phải mọi dự án của tập đoàn mà chúng ta vừa phân tích ở đây là thành công đâu. Không phải 100% các dự án thành công. Họ cũng có những dự án đóng băng họ bỏ luôn chứ không phải là ấy. San ủi rồi họ cũng bỏ nhá. Tôi nói cho các anh chị biết điều này. San ủi xong rồi họ cũng bỏ như thường. Như vậy chúng ta phải có nhiều dự án khác nhau. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy đòn bẩy tài chính cần được thực hiện ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long.